Chào tất cả các anh em trồng vải tại Đắk Lắk nhé. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video về xả tàn tạo tán sau khi thu hoạch vải u hồng tại Đắk Lắk nhé. Thì hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2023. Thì sau khi thu hoạch vải u hồng thì chúng ta sẽ tiến hành xả tàn tạo tán để làm mầm chồi cho cái vụ 2024 nhé. Thì trước mắt các bạn là cây vải sau khi thu hoạch đã được cắt tỉa tạo tán nhé. Thì sau khi thu hoạch vải xong á, thì chúng ta sẽ tiến hành xả tàn tạo cái tán, tạo lại cái tán cây vải của mình để phù hợp nhất khi chăm sóc, bón phân cũng như là phun thuốc trừ sâu nhé, thuốc bảo vệ nhé. Thì đây là cây vải sau khi thu hoạch, thì đêm hôm qua thì ở đây là thu đêm nhé, thu từ chiều xong bắt đầu đêm là làm sạch, xong là đến sáng là xe sẽ chở đi mọi miền của Tổ quốc cũng như là tập kết về đơn vị để xuất khẩu. Thì riêng thu hoạch vải là tầm khoảng 5 giờ chiều là bắt đầu chúng ta tiến hành cắt nhé. Cắt xong bắt đầu cắt tỉa lá cũng như các cái cành không có quả để cho cái chùm, bó chùm vải cho nó đẹp. Xong sau khi đó là đóng thùng xốp nhé. Đến sáng là các thương lái sẽ đưa lên xe vận chuyển đi mọi miền của Tổ quốc. Thì hôm nay làm cái video về cắt tỉa tạo tán cho cây vải sau khi thu hoạch. Trước mắt các bạn là một cây vải đã được thu nhé. Năm nay là thu hoạch năm thứ hai. Tuy nhiên là cây này nó đang còn nhỏ nhé các bạn nhé. Tuy nhiên nó cũng được 20 kg trên một cây này nhé. Thì cây này cũng đã được vừa cắt xong nhé. Đấy, tán vẫn đang ở dưới gốc, đang còn xanh ạ. Còn đây là cây này thì bé. Cây này cũng trồng cùng. Đấy, tuy nhiên là vụ vừa rồi mới cho ra trái thì cây này cũng được 10 kg nhé. Thì cũng đã cắt tỉa. Đây, các bạn. Đó. Cây này thì cũng đã được cắt tỉa gọn ghẽ. Thì thân của cây vải này là khá như là xù xì cổ thụ nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy này. Đó, cây này là năm nay là ăn khoanh vụ thứ hai nhé. Đó, bình quân cái vườn này là cây này là được 30 kg nhé. Đấy, đây. Còn cây này to, cây này thì khoảng 40 kg trái nhé, thì đã thu hoạch xong. Đó, và đã tỉa cành tạo tán. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đó, chúng ta cắt tỉa đây, cắt tỉa làm tán sạch sẽ nhé. Đấy, các bác nhìn thấy không? Đấy, thì cụ thể hơn nhé các bác nhé. Đây thì như cái cành này thì chúng ta để lại hai cái cành này nhé. Thì mỗi cành chúng ta sẽ để lại hai cái chồi lên. Thì chúng ta sẽ khi nó ra nhiều chồi, khi cắt xong ấy khoảng một tháng sau là nó bung rất nhiều chồi nhé. Mỗi cái mắt lá này là nó sẽ bung một chồi, tuy nhiên chúng ta chỉ để lại hai chồi thôi nhé. Hai chồi thường thường ở hai cái đầu cành này nhé. Thì tương đương là mỗi cành chúng ta sẽ để lại hai chồi để chúng ta chăm sóc và sang năm là cho ra trái tại hai cái chồi đó nhé. Đó, thì đây cây này thì tỉa buổi sáng nhé. Buổi sáng tỉa thì lá, tỉa cành, tỉa xuống cũng đã bắt đầu héo rồi nhé.
Thời tiết ở Đắk Lắk ngày nay thì cực nóng nha các bác nhé. Vâng, cái cành mà sau khi chúng ta xả này nhé, 2-3 ngày thì nó khô, thì chúng ta sẽ gom lại và tập kết vào một điểm nào đó để chúng ta đốt. Đốt nhé các bác nhé, để phòng chống các cái bệnh vi nấm vi khuẩn tại gốc nhé. Chúng ta sẽ cào sạch và bỏ phân để nuôi chồi gây cái vụ sang năm. Đây, cái vườn vải này thì khoảng 500 cây. Tuy nhiên là chủ thì cũng mới làm được một số thôi. Thì hôm nay quay cái video này để chia sẻ đến anh em làm vải về tỉa cành tạo tán sau thu hoạch nhé. Đó, các bác nhìn thấy không? Cây cắt rất là cụt nhá. Đấy, cụt tạo cái tán cao khoảng 2 mét thôi nhé. Gần như là để chiều cao của cây cao khoảng 2 mét. Thì sau khi nuôi đọt đến gọi là 3 đợt đọt nhé. Thì cứ một đợt đọt ra già đi, xong ra một đọt thứ hai lại già đi, và cái đọt thứ ba thì bắt đầu chúng ta tiến hành hãm để ngăn chất dinh dưỡng không cho phát triển đọt nữa, để chúng ta làm trái nhé. Đó, thì như các bác nhìn thấy cái gốc kìa, thì cây này là đã thu hoạch năm nay là năm thứ hai rồi nhé. Đó, tuy nhiên là chủ của vườn vải là không để cây cao, để cây rất chi là thấp thôi nhé. Thì vừa dễ chăm sóc, rồi thu hoạch nó cũng dễ nhé. Thì thu hoạch như cây vải này thì chỉ cần cái thang khoảng 2 mét là chúng ta chạy vòng vòng quanh hái phía trên ngọn là vô tư nhé. Thì hôm nay làm cái video về xả tàn tạo tán cây vải u hồng sau thu hoạch, thì mong các bác ủng hộ kênh và chia sẻ và đăng ký để được nhận nhiều video mới. Chào tất cả các anh em nhé.